Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn trên kênh của mình là Nede và hiện tại là admin đang công chiếu cái full nick mới nè bạn. Đó, full nick V1 được làm lại và Gravity V1 được làm lại trong bản update 17.3 lần này nha các bạn. Ôi, cực kỳ hay luôn nha các bạn. Trước đó là admin đã show được khá là nhiều trái quỷ được làm lại rồi. Và lần này admin tiếp tục show đó chính là trái Phoenix và trái Gravity nha các bạn. Đó là V1 thôi nha các bạn. Còn V2 hình như là Phoenix thức tỉnh rồi đấy. Rồi, bây giờ mình cùng với các bạn tìm hiểu xem Phoenix và Gravity được làm lại đẹp như thế nào nhá. Rồi, đây là admin đang quảng cáo nha các bạn. Đó, hiện tại admin chắc đang quảng cáo thôi. Rồi, mình nghĩ tới đây chắc bạn nào cũng đã xem rồi đúng không? Nên bây giờ mình sẽ gọi là mình phân tích luôn cho các bạn thấy nha. Đấy, các bạn thấy nha, đây. Phân tích luôn cho các bạn thấy cho dễ. Tại vì admin cũng không có show gì nhiều như là mấy cái trái lần trước các bạn. Mấy cái trái lần trước thì admin show nhiều trái nên mình cho các bạn thấy hết. Còn lần này là admin show 2 trái thôi, nên mình dễ review và dễ phân tích cho các bạn thấy hơn. Đó là vậy. Rồi, đó là intro đó các bạn thấy chưa. Đây là intro đó, intro admin đây, Gravity nữa bạn. Hồi nãy là Phoenix V1. Đấy, Gravity làm lại rất là đẹp luôn nha các bạn. Và mình có coi trước rồi, bây giờ mình chỉ cần phân tích cho các bạn hiểu thôi. Wow, đã lắm các bạn ơi. Ôi ôi, thiên thạch, các bạn thấy chưa. Thiên thạch, bây giờ các bạn đó bạn thấy là thiên thạch, trời ơi, đã. Đây, đây là chiêu Z nha bạn, chiêu Z của Phoenix nào bình thường là như là đập cánh đúng không, như đập cánh một đường thẳng tới, bây giờ là trưởng nha bạn đó, phải không? Bây giờ la vô và trưởng một cái luôn, đúng nhanh luôn bạn, trưởng cái đúng lẹ luôn. Đấy là vậy, thì admin show một chiêu khá là nhiều lần đó bạn, nên các bạn nào muốn xem kỹ nữa thì cứ vô admin mà xem nha. Rồi đây là chiêu Z nha, bây giờ mình chuyển tiếp tục nha. Chiêu ít nè các bạn nha, đây hồi máu đó, quậy hồi máu đúng đẹp luôn các bạn. Ui đẹp kìa. Mình nói nha, mình không biết V2 sao nhưng mà mình có khi mình thấy V1 chiêu còn đẹp hơn lúc mà thức tỉnh luôn các bạn, thực sự đó là vậy, phải không? Ô, V1 đó bạn, lúc mà chưa thức tỉnh à, đúng đẹp luôn. Ôi ôi, từ từ chỉnh 1080 mà thôi, nhìn hơi mờ mờ vậy. Rồi tiếp tục chiêu C nhé bạn, đây phát kích nè. Mình nhớ chiêu C hình như là các bạn giơ tay lên đúng không, các bạn đạp tới đó, các bạn giơ đôi cánh lên và đạp tới. Còn bây giờ các bạn nhìn này, cái chân mình giữ nè, đỏ hay chưa đó, cái chân các bạn giữ và sút cái liền luôn đấy, chứ không như Phoenix V1 hồi xưa các bạn là các bạn giữ C xong các bạn lao tới á, mà các bạn lao hụt một phát là các bạn sẽ chịu đường dài, các bạn là sẽ bị khó bb lắm luôn ấy. Còn bây giờ thấy chưa, đó bây giờ là chỉ cần sút một cái nhẹ và lướt có một tí thôi nha mày, thấy không, nó lướt có một tí thôi, lướt không quá xa. Rồi bây giờ tới chiêu V full phượng hoàng đó bạn, có gì nhỏ xíu vậy, phượng hoàng như mắc cười. À thức tỉnh rồi các bạn, thì phượng hoàng sẽ bự hơn nha các bạn. Này là phượng hoàng mini các bạn, cái này giống phượng hoàng mini ghê luôn á các bạn, nhìn nè, khác gì phượng hoàng mini đó. Nhỏ xíu à, trời ơi. Phoenix kia thì nhìn to to hơn các bạn, có thấy không, to và chân dài hơn, bự hơn. Phoenix này nhìn đúng mini luôn á đó, Phoenix mini nhỏ xíu à. Mắc cười thật sự luôn. Đấy, đây là Phoenix khi mà biến hình ha. Hình như Lạc Nguyên không có show chiêu lúc Phoenix biến hình cho mình thấy các bạn, tại mình có coi sơ rồi đó. Cái này là lúc bay thôi. Rồi, cái này lúc bay bình thường đó bạn. À, lúc bay ép bình thường, không không full body đó, chiêu bay bình thường. Rồi, tiếp tục bây giờ là tới Gravity nha bạn, chắc trọng lực. Đó bạn thấy nha. Ủa, trọng lực bây giờ trước đó hình như là chỉ cần lấy cái tay trưởng đúng không các bạn. Các bạn giơ tay xong rồi trưởng, còn bây giờ là xoáy cái dòng và tự đẩy ra luôn. Vậy chưa, khá là đẹp nha. Wow, hiệu ứng khá là đẹp luôn các bạn ơi. Đẩy, đẩy đường khá là xa. Thì cái trái Gravity này chắc chắn phải được làm lại nha các bạn. Tại vì sao, tại Gravity hiện giờ là khó để bb lắm bạn. Tại chiêu khá là khó xài các bạn, tại chiêu khá là delay á. Đó là bạn, nhất là chiêu hồi điện thạch đó bạn. Đó, Gravity mình nghĩ bb là chỉ có chiêu ít này nè các bạn. Đó, chiêu ít nè là bb ngon, tại vì khống chế khá là lâu, bạn thấy chưa, khống chế khá là lâu luôn. Thì bây giờ được làm lại khá đẹp nha các bạn. Đó, hiệu ứng khá là đẹp luôn. Đó, hiệu ứng trọng lực đè xuống người nè, khá là đẹp luôn đó, khá là đẹp và lâu. Rồi, nhưng mà mình mong muốn chiêu sửa chính là cái chiêu thiên thạch thôi bạn ơi. Tại thiên thạch thì khá là delay như mình nói đó. Trời ơi, thiên thạch delay kinh khủng luôn các bạn ơi, thật sự trong BB nên khó trúng đối phương lắm. Nên để xem admin sửa lại thiên thạch làm lại như thế nào cho bạn thấy nha. Đây, rồi chiêu C đi, rồi đây là cái chiêu khống chế admin làm nhiều lần mà. Đây chiêu C nha các bạn thấy nha, đây. Đó bạn chưa, thiên thạch bây giờ là bay xéo nha các bạn nhìn kỹ nè. Đây, đó, thiên thạch bây giờ là bay xéo xuống luôn, chứ phải là bay từ thẳng từ trên xuống để các bạn dễ né nữa nha. Đó, bây giờ là bay xéo nguyên một cục xuống luôn, thấy chưa. Cục thiên thạch giờ đúng đẹp luôn các bạn, trên thấy chưa. Wow, thiên thạch bây giờ bay xéo xuống đó và nổ rất là đẹp luôn. Wow, đẹp thực sự đấy.
và chỉ theo cái hướng các bạn muốn đốt thiên thạch, và tí và cái thiên thạch bay rất là nhanh các bạn thấy nha. Để ý kỹ đi. Nào các bạn nhìn nè. Đó, thiên thạch bay tới rất là nhanh luôn chứ không có như chậm như là thiên thạch bây giờ. Rồi. Rồi chiêu V là cái chiêu cuối cùng mình muốn nói luôn. Cái chiêu V thì cái trái trọng lực hiện tại bây giờ là chỉ có bấm V cái là thả mấy cục tùm lum đúng không các bạn? Đó. Nói chung là văng mấy cục tùm lum đó rất là dễ né nữa. Như các bạn chỉ cần lướt hoặc là xài haki quan sát là né được rồi. Khá là dễ né luôn. Còn bây giờ các bạn nhìn thiên thạch nè. Đấy. Thiên thạch bây giờ rơi đúng một chỗ nha mày. Chỉ định nha bạn, đúng chỗ các bạn mà chỉ chuột vô đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, nhưng mình chỉ chuột vậy đi. Đấy, là sẽ rớt ngay đúng cái chuột mà mình chỉ luôn. Ôi. Vậy chưa nè. Đó, mình đã cái thiên thạch giờ sẽ bay theo mà cái chỉ chuột của mình luôn. Wow. Đẹp thực sự các bạn ơi. Wow. Đã kìa, trời ơi là trời. Tuyệt vời luôn. Rồi và chiêu cuối cùng đó, chiêu bay thôi các bạn, không có gì hết ha. Đó, thiên thạch bay. Nhìn khá là giống Big Mom các bạn đó. Cái tướng bay nhìn đứng khá là giống Big Mom. Rồi thì hiện tại là hết rồi nha các bạn. Hiện tại là chỉ có hai trái mà admin được làm lại cho các bạn thấy nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình nghĩ là kết thúc đi tại đây nhé. Thì các bạn hãy xin một like, subscribe kênh nha, để mình có động lực cập nhật clip hay nữa ha. Quý vị thì bye bye.